chi 26 triệu euro, Juventus đón thêm tân binh. Juventus đã hoàn tất bản hợp đồng trị giá 26 triệu euro với hậu vệ Cristiano Romero của Genoa và lập tức cho Genoa mượn lại cầu thủ 21 tuổi tới hết mùa 2019-2020. Trang chủ của Juventus thông báo rằng thỏa thuận với Genoa về việc chuyển nhượng cầu thủ Cristiano Romero đã được hoàn tất với mức phí 26 triệu euro phải trả trong 3 năm tài chính. Juventus và Romero ký bản hợp đồng có thời hạn 5 năm đến tháng 6 năm 2024. Đồng thời, Juventus đã đạt thỏa thuận với Genoa về bản hợp đồng cho mượn miễn phí đến ngày 30 tháng 6 năm 2020 cùng khoản thưởng 5,3 triệu euro và được trả cho đội bóng này tùy vào thành tích của Romero. Inter Milan mất tổng cộng 50 triệu euro để có Barella. Inter Milan thông báo đã chiêu mộ thành công tiền vệ tài năng Nicolò Barella từ Cagliari theo dạng cho mượn. Nerazzurri phải trả cho Cagliari 12 triệu euro tiền mượn Barella và sau đó trả thêm 25 triệu euro trong vòng 12 tháng khi họ mua đứt tiền vệ 22 tuổi. Nếu bao gồm cả khoản thưởng, thương vụ Barella có thể ngốn của Inter tổng cộng 50 triệu euro. Như vậy, Barella sẽ thi đấu cho Inter theo dạng mượn một mùa và ký hợp đồng 5 năm với câu lạc bộ vào năm 2020. Đây là tân binh thứ 8 của đội chủ sân Giuseppe Meazza ở kỳ chuyển nhượng này. Mùa trước, Barella đã ra sân cả thảy 38 trận cho Cagliari trên mọi đấu trường, ghi một bàn và 4 đường kiến tạo. Đòi 200 triệu euro, Atlético tuyên bố sẽ kiện Barcelona và Griezmann. Không chấp nhận số tiền 120 triệu euro Barca chi trả để giải phóng hợp đồng của Antoine Griezmann, Atlético Madrid đã đưa ra tuyên bố đòi 200 triệu euro. Sau khi Barcelona công bố hoàn tất việc chiêu mộ Antoine Griezmann theo phương thức thanh toán phí giải phóng hợp đồng trị giá 120 triệu euro, Atlético Madrid đã đưa ra tuyên bố số tiền trên là chưa đủ và yêu cầu đội chủ sân Nou Camp phải trồng đủ 200 triệu euro. Nguyên văn công bố như sau: đại diện của Antoine Griezmann, luật sư riêng của anh ta, đã có mặt tại trụ sở La Liga để đơn phương chấm dứt hợp đồng với Atlético Madrid với số tiền 120 triệu euro được chuyển từ Barcelona. Atlético Madrid cho rằng số tiền trên là không đủ để đáp ứng điều khoản giải phóng hợp đồng của Griezmann vì rõ ràng cầu thủ này và Barcelona đã đạt thỏa thuận trước thời điểm giải phóng hợp đồng giảm từ 200 xuống còn 120 triệu euro. Ngoài ra, trước khi điều khoản thay đổi, vào ngày 14 tháng 5, Griezmann đã tuyên bố chia tay Atlético Madrid. Atlético Madrid tin rằng việc chấm dứt hợp đồng này xảy ra trước khi kết thúc mùa giải 2018-2019. Dựa trên các sự kiện, hành vi và phản ứng của Griezmann, do đó chúng tôi tiến hành các thủ tục để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chúng tôi. Arsenal tìm người thay thế Koscielny. Theo tờ Metro của Anh, Arsenal muốn chiêu mộ trung vệ Ruben Dias để thay thế Laurent Koscielny. Koscielny đã từ chối tham gia vào chuyến du đấu mùa hè của Arsenal. Cầu thủ 33 tuổi đã gặp huấn luyện viên Unai Emery và tuyên bố rằng anh muốn ra đi trong hè này. Cầu thủ người Pháp đã nhận được rất nhiều sự quan tâm ở các câu lạc bộ tại Ligue 1. Arsenal chỉ có 45 triệu bảng để mua sắm mùa hè này. Tuy nhiên, do Koscielny đòi ra đi nên pháo thủ có thể tăng thêm ngân quỹ chuyển nhượng. Họ đã để mắt tới Ruben Dias của Benfica. Cầu thủ 22 tuổi này có điều khoản giải phóng hợp đồng 57,6 triệu bảng. Nhưng Arsenal hy vọng rằng có thể hạ bớt được mức giá của hậu vệ người Bồ Đào Nha. Dias đã thi đấu 5 năm trận ở mùa giải trước cho Benfica và ghi được 4 bàn thắng. Anh đã có công lớn giúp Benfica giành được chức vô địch ở giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha mùa giải vừa qua. Barcelona ấn định số áo cho Griezmann, tương lai Coutinho bị đặt dấu hỏi lớn. Tin tức từ AS, Barcelona đồng ý trao số 7 huyền thoại của câu lạc bộ cho bóng tấn Antoine Griezmann và Philippe Coutinho sẽ phải nhường lại số áo này. Coutinho hiện là người nắm giữ số 7 kể từ khi gia nhập Barca từ Liverpool. Tuy nhiên, anh khiến nhiều người thất vọng vì không thể tiếp bước những Pedro, David Villa cũng như ở đội tuyển Pháp và Atletico Madrid. Griezmann sẽ mặc áo số 7 ở Barcelona. Giờ đây, Coutinho sẽ phải chia tay số áo yêu thích này để trao lại cho một cầu thủ quan trọng khác trong tương lai của Barca là Griezmann. Cầu thủ người Pháp chuyển tới Nou Camp vào tuần sau với mức phí 120 triệu euro và được ưu ái trao cho số 7 yêu thích. Tương lai của Coutinho trở nên bấp bênh. Tương lai của Coutinho bị đặt một dấu hỏi lớn bất chấp anh nhiều lần lên tiếng khẳng định muốn ở lại Nou Camp. Đội bóng cũ Liverpool hiện rất quan tâm đến khả năng đưa Coutinho trở lại Anh. Everton sắp đón người thừa Fabian Dest của Man City. Everton đã đồng ý bỏ ra 8 triệu bảng để ký hợp đồng 3 năm với Dest. Cầu thủ 29 tuổi dự kiến sẽ kiểm tra y tế vào tuần này. Huấn luyện viên Marco Silva tin kinh nghiệm và khả năng lãnh đạo của Dest sẽ giúp đỡ rất nhiều cho nửa xanh vùng Merseyside mùa giải tới. Dù là một cầu thủ đa năng, nhưng Dest vẫn tỏ ra khó đuối với phần còn lại của Man City. Huấn luyện viên Pep Guardiola từng có giai đoạn sử dụng Dest thường xuyên ở vị trí hậu vệ trái khi Benjamin Mendy vắng mặt và anh cũng đã chơi khá tốt.
Nhưng khi mà Mendy trở lại, cộng với sự trưởng thành vượt bậc của Zinchenko, Dest đã không còn trụ đứng ở Etihad. Ban đầu, Manchester City muốn thu về ít nhất 15 triệu bảng với cầu thủ còn 1 năm hợp đồng, nhưng Everton cương quyết chỉ bỏ ra hơn một nửa con số đó. Như vậy là sau 4 năm, tính một cách đơn giản thì Manchester City thu lại đủ số tiền bỏ ra cho Dest. Còn nhớ vào mùa hè 2015, Manchester City cũng bỏ ra 8 triệu bảng trả cho Aston Villa để có được Dest, chỉ 6 ngày sau khi tiền vệ này tuyên bố sẽ ở lại Villa. West Ham có Haller. West Ham dự kiến sẽ có Sebastian Haller của Frankfurt trong 24 giờ tới với mức phí chuyển nhượng 36 triệu bảng. Thương vụ này mới chỉ khởi động vào đầu tuần và tiền đạo 25 tuổi này sẽ ký hợp đồng 4 năm với The Hammer. Callum Wilson quyết định ở lại Bournemouth. Bournemouth và tiền đạo Callum Wilson vừa ký hợp đồng có thời hạn 4 năm đến tháng 6 năm 2023, mùa giải 2018-2019. Chân sút 27 tuổi này đã đóng góp cho Bournemouth 15 bàn thắng và 10 đường kiến tạo sau 33 lần ra sân và được West Ham theo đuổi suốt thời gian qua. Webster, Owen mới của Liverpool. 40 ngày trôi qua kể từ thời khắc đăng quang Champions League, Liverpool đã trở lại để sẵn sàng cho tương lai. Và nó đã bắt đầu hứa hẹn bằng chiến thắng 6-0 trên sân Tramon Rover trong điều kiện thiếu vắng hầu hết các trụ cột. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là điều tuyệt vời nhất. Điều khiến Jurgen Klopp đặc biệt hài lòng là màn trình diễn trói sáng của Lloyd Webster, chàng trai trẻ mà ông đã chờ đợi một thời gian dài. Và năm ngoái, chính xác là 364 ngày trước, Liverpool đã gặp Tramon Rover và Webster lặng lẽ quan sát trận đấu ở khán đài. Không phải là tiền đạo này không đủ tốt, bởi từ năm 2017 khi Webster mới 17 tuổi, Klopp đã để ý đến và đặt anh vào băng ghế dự bị ở trận gặp Christian Palace tại Premier League. Cùng năm đó, Webster trở thành nhà vô địch World Cup U17, đồng thời cũng là vua phá lưới với 8 bàn thắng. Lý do khiến anh vắng mặt là chấn thương nặng hồi đầu mùa 2018 và Klopp đánh ngậm ngùi gạch tên. Giờ thì không gì có thể ngăn cản ông đưa Red vào danh sách, sau đó xua tay hài lòng bởi niềm tin đã được đền đáp. Chỉ cần 6 phút, tài năng trẻ 19 tuổi đã ghi dấu ấn với đường chuyền thông minh cho Nathan Kai mở tỷ số. Anh tiếp tục tạo ra những khoảnh khắc khiến người hâm mộ trầm trồ thông qua tốc độ bùng nổ cùng lối di chuyển năng động trước khi lập cú đúp bàn thắng vào các phút 38 và 45, một cú đánh đầu và một pha đệm bóng cận thành. Sao cũng được, trong sự phấn kích, Klopp ca ngợi Bly là một tiền đạo hàng đầu, một tài năng hàng đầu, đồng thời hứa hẹn anh sẽ có một vai trò quan trọng trong mùa giải tới. Như ông đã nói, tôi yêu cậu bé này, một cậu bé tuyệt diệu, nhưng những gì xảy ra sắp tới hoàn toàn phụ thuộc vào cậu ấy. Nếu Webster nắm bắt được cơ hội, đồng thời thể hiện rõ nỗ lực vươn lên như lúc đấu tranh với chấn thương mắt cá hồi năm ngoái, anh ta sẽ là Michael Owen mới của Liverpool. Đừng để Real Madrid chơi vù Cabellos. Real Madrid được mệnh danh là lò xay tài năng trẻ, vì thế cần đội bóng nào để giải cứu Dani Cabellos. Cabellos là cầu thủ xuất sắc nhất giải U21 châu Âu 2017. Đó là tấm vé thông hành để tiền vệ này rời Real Madrid đến với Real Madrid. Năm nay anh tiếp tục tham gia giải U21 và vẫn thi đấu cực kỳ ấn tượng. Tuy nhiên, cuộc sống của Cabellos tại Real Madrid lại là chuyện khác. Với những sao số như Toni Kroos hay Luka Modric khiến Cabellos chỉ có chân dự bị. Không chỉ vậy, Villarreal của huấn luyện viên Julen Pellegrini, tiền vệ 22 tuổi này không nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Zidane. Bằng chứng là hai mùa giải qua, Cabellos chỉ ra sân vỏn vẹn 35 trận với 1.673 phút tại đấu trường La Liga. Vì vậy, Real sẵn sàng bán Cabellos nếu nhận được lời đề nghị đủ hấp dẫn. Hiện Cabellos đang nằm trong tầm ngắm của Tottenham, MU và Liverpool. Cabellos là tiền vệ có khả năng cầm bóng và chuyền bóng cực ổn. Tuy nhiên, vị trí phù hợp nhất dành cho anh là tiền vệ tấn công. Tại giải U21 châu Âu vừa qua, không ai ấn tượng hơn Cabellos về khoản làm bóng. Anh là cầu thủ thực hiện nhiều đường chuyền thành công nhất với 144 lần ở 1/3 cuối sân. Có nhiều đường chuyền dọn gỗ nhất 14 lần và nhiều pha kiến tạo nhất với 2 lần. Khả năng bắn tầm xa của Cabellos cũng hết sức ấn tượng. Trong chiến thắng Ba Lan 5-0, tiền vệ này đã đóng góp 2 bàn thắng từ những cú sút xa ngoài vòng cấm. Và cuối cùng, Cabellos là cầu thủ thực hiện nhiều pha dây dắt bóng thành công nhất trong U21 Tây Ban Nha với 19 lần. I'm reaching for a hand to hold me.